Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, Trung Hoa, Sử Ký. Khi nhắc tới những người phụ nữ đẹp, người ta thường hay nhắc đến tứ đại mỹ nhân với vẻ đẹp chim sa, cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn, là những nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và văn hóa. Thế nhưng, bên cạnh đó, lịch sử vàng son của đất nước xứ tỷ dân không biết lần đã bị vấy bẩn cũng bởi những người phụ nữ. Bằng những chiêu trò thâm độc và tâm cơ, những nữ nhân đã khuynh đảo triều cường, đảo lộn luân thưởng đạo lý và nhiều lần đẩy cơ đồ ngàn năm đến bên bờ vực diệt vong. Dường như mỗi khi mà Trung Hoa lâm vào những biến động lớn đều phảng phất hơi thở của những nữ nhân. Và ba cái tên khét tiếng nhất được mệnh danh là tam độc nữ, gồm Lã Hậu, Võ Tắc Thiên và Từ Hy Thái Hậu, chính là những kẻ bị muôn đời sau phỉ nhổ. Lịch sử đã ghi dấu sự trụy lạc của họ nhiều lần, khiến lịch sử đã đổ dòng, lưu lại những câu chuyện đầy huyền bí và sự ghê rợn. Vậy các bạn có thắc mắc rằng sự thâm độc và tâm cơ của tam độc nữ đã phủ bức màn tăm tối lên Trung Hoa như thế nào không? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Võ Tắc Thiên, người phụ nữ làm gián đoạn triều đại nhà Đường. Đối với Trung Quốc, một quốc gia điển hình với chế độ phụ hệ, họ khó có thể chấp nhận được rằng một trong những giai đoạn lịch sử vàng son nhất của mình đã từng bẹp dí dưới gót chân của một người đàn bà. Không biết bao nhiêu bộ phim, bộ truyện được viết ra để xuyên tạc về hình tượng của bà, tạo nên một Võ Tắc Thiên độc đoán, thâm hiểm và đặc biệt là hoang dâm vô độ. Những thước phim đó được dựng lên từ sự thật lịch sử. Điều này là không hề sai. Có một Võ Tắc Thiên tâm cơ và dâm loạn, nhưng cũng có một Võ Tắc Thiên anh minh, trị nước không thua kém gì những bậc trượng phu. Dưới sự trị vì của bà, bộ Đại Bách Khoa Toàn Thư đầu tiên của thế giới được biên soạn. Cùng với đó là chế độ thi cử được cải biên và đạt tới đỉnh cao. Nhạc họa của triều Đường cũng đạt được nhiều thành tựu xuất chúng. Luận về công thì Võ Tắc Thiên chẳng thua kém gì những hoàng đế khác của nhà Đường. Nhưng nếu luận về tội thì đó cũng chỉ là một bức tranh nhờ nhuốc, hỗn loạn bởi cung đấu, bởi mưu mô, xảo trá và sắc bùi máu tanh cùng với sự dầm loạn. Theo sử sách của Trung Quốc ghi lại, Võ Tắc Thiên sinh năm 624 và qua đời năm 705. Võ Hậu lên ngôi vua vào năm 690 khi đã 65 tuổi, trị vì triều đại Võ Chu do chính bà lập ra suốt 14 năm, 126 ngày. Vốn xuất thân trong gia đình quý tộc nổi tiếng ở vùng Sơn Tây, cùng với sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng không giống những thiếu nữ khác thích thêu thùa may vá, bà lại có niềm ham thích sâu sắc với văn chương. Và chính những điều đó đã tạo nên một Võ Tắc Thiên tinh thông âm luật, hiểu biết sâu sắc về văn chương và chính trị. Tiếng lành về người con gái Sơn Tây tả sắc vẹn toàn đã nhanh chóng bay tới kinh sư, và bà nhanh chóng tiến thân trở thành phi tần của Đường Thái Tông, Võ Mỹ Nương tiến cung, nhưng lại bất hạnh khi không được vua sủng ái. Mãi cho tới khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, bà mới có cơ hội ở bên để săn sóc. Nhà Đường có lệ rằng tất cả những phi tần không sinh được con thì sau khi nhà vua băng hà đều phải cạo đầu đi tu. Có tài liệu còn cho rằng họ sẽ bị tuẫn táng cùng với nhà vua. Võ Tắc Thiên dù đôi lần được sủng hạnh nhưng cũng chưa thể có thai. Đường Thái Tông ngày càng yếu đi và đường đến cả nghiệp tự của bà ngày một gần. Thế nhưng rốt cuộc, định mệnh đã mở ra cho bà một cơ hội. Đường lúc còn tại vị, Đường Thái Tông đã phế truất thái tử Lý Thừa Càn và lập tấn vương Lý Trị, tức Đường Cao Tông sau này, lên làm thái tử. Vì để lấy lòng vua cha, Lý Trị rất thường xuyên lưu tới để thăm nom. Cũng trong thời gian này, Võ Tắc Thiên luôn túc trực bên giường để hầu hạ Đường Thái Tông. Lý Trị vừa gặp, dường như đã bị vẻ đẹp kiêu sa của bà hớp hồn. Dâm tình của hai người từ đó nảy nở trong bí mật. Để chiếm được người mà mình phải gọi là mẹ kế, Lý Trị đã không tiếc trà đạp lên luân thưởng đạo lý. Chữ quân đã rơi vào lưới tình thâm hiểm của Võ Tắc Thiên. Năm 649, Đường Thái Tông qua đời, Mỹ Nương bị ép buộc phải xuất gia tại cảng Nghiệp Tự. Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, tình nhân Đường Cao Tông, Lý Trị lấy cớ đến chùa cúng dỗ cho tiên đế để gặp lại Võ Tắc Thiên. Lúc này, dù đã cạo đầu, khoác lên mình chiếc áo Nico, nhưng vẻ đẹp diễm lệ, phong tình của bà vẫn không hề bị lu mờ. Đường Cao Tông thấy vậy, lửa tình lại hừng hực bùng cháy và quyết chí đưa mỹ nhân hồi cung. Cũng trong thời gian đó, Vương Hoàng Hậu muốn lợi dụng Võ Tắc Thiên để tranh sủng nên đã một tay đưa bà trở lại hoàng cung.
Và từ thời điểm đó, một trang sử hỗn loạn thăng trầm, mưa gió tanh máu của nhà Đường đã chính thức bắt đầu. Trở lại hậu cung, bà lập tức sinh hạ Lý Hoằng, chính là Đường Nghĩa Tông sau này, và được phong làm Triều Nghi, tước vị cao nhất trong các phi tần. Thời điểm đó, ngoài Võ Tắc Thiên, Đường Cao Tông còn có Vương Hoàng Hậu, Tiêu Thục Phi, cả ba nữ nhân đều tranh sủng, khiến cho hậu cung hỗn loạn. Tuy Võ Tắc Thiên sinh được con trai, nhưng chức vị thái tử thì vẫn thuộc về Lý Trung, con nuôi của Vương Thái Hậu. Điều này khiến cho bà càng căm tức, sẵn sàng làm mọi cách lật đổ thái tử đương triều, dù cho có phải sử dụng đến những độc chiêu thâm hiểm nhất. Để đạt được mục đích, Võ Tắc Thiên đã không từ bất kỳ một thủ đoạn dơ bẩn nào. Bà ta thậm chí còn tự tay hạ chết con gái ruột của mình. Sử sách ghi lại rằng, năm 654, Võ Tắc Thiên hạ sinh một người con gái, tức An Định công chúa. Nhưng sau khi Vương Hoàng Hậu tới thăm, vị công chúa này đã chết yểu. Mặc cho Vương Hoàng Hậu hết sức biện minh, nhưng chứng cứ rành rành ra đó, bà ta không thể chối hết tội. Đường Cao Tông lại vì sự đau buồn của Võ Tắc Thiên mà làm lu mở đi đầu óc, cuối cùng cho rằng Vương Hoàng Hậu vì ghen ghét mà đã hạ chết An Định công chúa, rồi đày Vương Hoàng Hậu vào lãnh cung. Thế nhưng, theo nhiều ghi chép còn sót lại trong hai cuốn là An Đường Tư và An Trị Thông Giám, thì chính Võ Tắc Thiên là người đã ra tay sát hại con gái của mình rồi đổ tội cho Võ Hoàng Hậu. Sự độc ác đến mức không thể tưởng tượng nổi đã khiến bà ta đạt tới đỉnh cao quyền lực. Không lâu sau đó, Đường Cao Tông phế bỏ Vương Hoàng Hậu và lập Võ Tắc Thiên lên làm Hoàng Hậu. Sự kiện này được sử sách gọi là phế vương lập võ. Chưa đầy một năm sau, Thái tử Lý Trung bị Đường Cao Tông phế bỏ. Lý Hoằng đã chính thức lên ngôi, được sắc phong làm Hoàng Thái tử. Võ Tắc Thiên từ đây đã đạt được đỉnh cao quyền lực và công cuộc trả thù ghê sợ của bà ta đã bắt đầu. Đầu tiên là bà ta hạ lệnh cho người chặt đứt tứ chi của Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi, rồi ngâm họ trong thùng rượu lớn cho tới chết. Các cung nữ biết chuyện thì đều bị cắt lưỡi toàn bộ để không thể nói ra bí mật. Đường Cao Tông tuy là vua nhưng vẫn bị những cựu thần trong triều như Chử Toại Lương, Trưởng Tôn Vô Kỵ chèn ép. Và từ đây thì Võ Tắc Thiên đã trở thành chiến hữu của nhà vua trong công cuộc thanh trừ các công thần. Chử Toại Lương bị cắt dần các vây cánh, rồi đầy đến biên ải xa xôi, rồi uẩn ức mà tự vẫn vào năm 658. Còn Trưởng Tôn Vô Kỵ thì bị thanh trừng đẫm máu vào năm 659. Võ Tắc Thiên đã góp công lớn giúp Đường Cao Tông giành lại quyền lực. Thế nhưng cũng chính vì vậy, ông ta đã bị bà ta tiếm quyền khi nào không hay. Với quyền lực trong tay, ngày một lớn mạnh, ngay cả khi Lâm trọng bệnh, nhà vua Đường Cao Tông cũng muốn Võ Hậu thay mình nhiếp chính. Tuy nhiên, Thái tử Lý Hoằng khi này thì lại tỏ ra vô cùng bất mãn với mẹ ruột khi Võ Tắc Thiên nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Điều này đã khiến Võ Hậu cảm thấy không vui. Năm 675, Thái tử Lý Hoằng đột ngột bị bệnh rồi qua đời. Nhiều sử gia nhận định cho rằng nguyên nhân chính là do Võ Hậu hạ độc con trai trong bữa tiệc mà chết. Người con thứ hai của Võ Tắc Thiên là Lý Hiền lên làm thái tử, nhưng cũng vì không nghe lời mẹ mà bị bà ta hạ chết vào năm 684. Sau khi Đường Cao Tông qua đời, người thay thế Lý Hiền là Lý Hiển lên ngôi. Quyền hành trong triều đình đều do một tay Võ Tắc Thiên thâu tóm. Chỉ sau một tháng trên ngôi báu, lấy cớ vợ Đường Trung Tông Lý Hiển là yêu nữ lộng quyền, Võ Hậu đã phế bỏ luôn hoàng đế một cách không thương tiếc. Cuối cùng, bà ta tự mình xưng đế, lập nên nhà Võ Chu và trở thành nữ đế duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa vào năm 690. Việc Võ Tắc Thiên lên ngôi gây ra bất mãn, phản đối của đông đảo quần thần. Ngay từ khi lên ngôi vua, bà đã mạnh tay trừ khử những kẻ chống đối và đưa những người trung thành của mình vào triều. Giai đoạn bà cai trị là sự kết hợp của những chính sách tài tình, xảo quyệt cùng sự chuyên quyền độc đoán. Để đảm bảo tất cả mọi người đều quy phục mình, Võ Hoàng đế lập nên một đội mật thám chuyên đi giải quyết những kẻ có ý định chống đối mình. Những cái tên khét tiếng nhất là Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, v.v. Tuy nhiên, cũng có những người vô cùng tài năng, thông tuệ, điển hình như Địch Nhân Kiệt. Trở thành hoàng đế là thời điểm mà Võ Tắc Thiên bộc lộ rõ nhất tính trăng hoa của mình. Theo truyền thuyết, bà ta có rất nhiều người tình, trong đó có thể kể đến là anh em Trương Xương Tông và Trương Diệp Chi, Trầm Thái Y hay Phùng Tiểu Bảo. Tuy nhiên, họ chỉ ở bên Võ Hậu được một thời gian, rồi sau đó tất cả đều bị hạ chết. Như Phùng Tiểu Bảo
thì bị Võ Tắc Thiên sai Thái Bình công chúa dùng cung nữ đánh cho tới chết, rồi đem xác trộn với bùn. Thậm chí là có nhiều giai thoại còn kể rằng hậu cung của Võ Tắc Thiên có tới 3.000 nam nhân nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn đủ được cho bà. Vào năm 705, khi này Võ Tắc Thiên đã hơn 80 tuổi, già nua ốm yếu, Đường Trung Tông Lý Hiển được quần thần tôn lại lên làm vua. Võ Tắc Thiên đã trở thành Thái Thượng Hoàng, sau đó bà mất vào tháng 11 năm 705. Trước khi qua đời, Võ Tắc Thiên đã yêu cầu được sử dụng thụy hiệu là Hoàng hậu chứ không phải là Hoàng đế. Mộ của bà sau đó cũng được xây dựng ngay cạnh đường Cao Tông với một tấm bia mộ trắng trơn để người đời sau tự luận công và tội của bà. Lã Hậu, Hoàng hậu đầu tiên của Trung Hoa. Nếu bạn đã từng đọc qua Sử ký Tư Mã Thiên, bộ sử ký chuyên viết về chuyện các hoàng đế, bà ta thậm chí còn có một phần riêng. Tuy là hoàng tổ mẫu đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, nhưng Lã Hậu thì chưa từng nhận danh vị là Thái Hoàng Thái Hậu, mà vẫn chỉ dùng danh tôn là Hoàng Thái Hậu. Với quy cách và quyền hành ngang với một hoàng đế, gọi là Lâm Triều Xưng Chế, Lã Hậu khống chế triều đình chính thức suốt 8 năm. Là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị hoàng đế dựng lên nhà Hán, không thể phủ nhận rằng Lã Hậu là một người phụ nữ thông minh, tài giỏi, có đóng góp rất lớn vào việc giúp chồng thống nhất Trung Hoa. Thế nhưng, có một Lã Hậu tài năng thì cũng có một Lã Hậu thâm hiểm, mang đầy tiếng ác, không việc xấu xa ti tiện nào là không dám làm. Sau khi cùng chư hầu đánh bại Hạng Vũ, làm chủ thiên hạ, triều đại của Lưu Bang vẫn chưa thể nào yên ổn, vẫn còn xung đột liên miên. Lưu Bang khi đó đã già yếu, triều cương thì chưa ổn định nên vô cùng lo lắng về các tướng lĩnh nắm quyền, nắm trong tay trọng binh có thể âm mưu làm loạn, tranh đoạt đế vị. Hán Cao Tổ đã động sát tâm nhưng vẫn chưa thể ra tay vì ông đã mang danh nhân nghĩa mà quy phục quần hùng. Giờ đây nếu qua cầu rút ván thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với người đời. Và để chồng mình được yên giấc, Lã Hậu đã trực tiếp ra tay, vẽ nên hàng loạt các âm mưu thâm hiểm, thảm sát các công thần khai quốc một thời với những cách đầy ghê rợn. Lã Hậu đã bày mưu lừa Hàn Tín vào cung, rồi lại vừa ăn cướp vừa la làng, vu cho ông tội danh mưu phản vì định thức sát bà ta và con trai. Để rồi một đời chiến thần uy dũng chết thảm trong tay một nữ nhân, khiến cho oan khuất trong tháp chuông vang vọng tới ngàn đời. Bà họ cũng theo ông về Hoàng Tuyền. Với Bành Việt thì bị vu vạ tội mưu phản, chạy tới cầu tình với Lã Hậu, đã bị bà ta lừa giết, rồi lại còn phân xác cho chư hầu. Thật là bi thảm, không sao kể xiết. Công thần bị Lưu Bang diệt trừ thì vô cùng nhiều, nhưng Bành Việt và Hàn Tín là hai phi vụ mà Lã Hậu trực tiếp nhúng tay. Chỉ cần qua đó thôi cũng đủ để người đời muôn đời xỉ vả. Bà ta ăn cháo đa bát, man di mọi dợ, không từ thủ đoạn bẩn thỉu nào để đạt được mục đích. Tàn bạo ngay từ khi Lưu Bang còn tại vị, nhưng đến khi Hán Cao Tổ qua đời, bà ta mới lộ rõ nanh vuốt của mình. Nhũng loạn triều cương khiến cho nhà Hán lao đao tưởng như sắp sụp. Ngôi vị thái tử ban đầu thuộc về Lưu Doanh, con của Lã Hậu, nhưng trong thời gian Lưu Bang bình định kinh bố, không may trọng thương, lại có Thích Cơ luôn ở bên săn sóc. Thích Cơ cũng sinh cho Lưu Bang một người con tên là Lưu Như Ý. Lưu Bang và Thích Cơ gần gũi nhau lâu ngày, càng khiến cho ông muốn phế bỏ Lưu Doanh để lập Lưu Như Ý lên làm thái tử. Lã Hậu biết tin liền ngày đêm bày mưu tính kế để giữ ngôi vị thái tử cho con trai. Cuối cùng bà ta đã nhờ cậy anh trai là Lã Trạch, nhờ chỗ quen biết mời bốn hiển sĩ Trương Sơn, Tứ Hạo nó giúp. Bốn người này được coi là anh hào đương thời, có thể giúp vua trị quốc. Lưu Bang cực kỳ coi trọng, đã từng ngỏ ý muốn mời họ ra làm quan, nhưng nhiều lần bị từ chối. Trong một bữa tiệc nọ, bốn người này đến dự cùng với Lưu Doanh. Khi được Hán Cao Tổ hỏi, họ đã cùng tâu là muốn theo, cống hiến cho Lưu Doanh vì việc nước và chúc thọ Hán Cao Tổ. Bốn người chúc thọ xong, đứng dậy ra đi. Và cũng nhờ kế này là Lưu Doanh được giữ ngôi thái tử, sau này trở thành hoàng đế. Sau khi Lưu Bang qua đời, Thích Cơ và Lưu Như Ý chính là những người chịu trừng phạt đầu tiên. Thích Cơ bị bắt giam, nhưng bắt giam thì vẫn chưa làm bà ta hạ dạ. Lã Hậu sai người chặt hết tứ chi của Thích Cơ, dùng đủ mọi hình phạt, đầu độc, khiến cho bà mù đôi mắt, rồi câm điếc và bỏ mặc trong nhà tiêu, đặt cho biệt danh là người lợn. Về Lưu Như Ý, vì thân thiết với Lưu Doanh nên được nhà vua bảo vệ. Nhưng Lã Hậu thì vẫn lợi dụng một hôm
Lưu Doanh đi săn rồi cho người bí mật đến ép Lưu Như Ý uống thuốc độc. Khi Lưu Doanh quay về thì Lưu Như Ý đã chết. Lã Hậu hành động máu lạnh tới mức mà chính con của bà ta, Lưu Doanh, còn phải thốt lên rằng đó không phải là việc làm của con người, khiến ông bị ám ảnh đến đổ bệnh trong suốt một thời gian dài. Điều này đã tạo cơ hội cho Lã Hậu chủ trì chính sự, mở ra giai đoạn hỗn loạn nhất trong thời kỳ đầu nhà Hán, lịch sử gọi là loạn Trừ Lã. Thân thể yếu ớt đã bị mẹ áp chế, khiến cho uất hận trùng trùng. Hán Huệ Đế Lưu Doanh hưởng dương 22 tuổi, Hán Tiền Thiếu Đế Lưu Cung lên ngôi, và từ đây, lấy lý do là hoàng đế còn nhỏ tuổi, Lã Hậu công khai đăng triều thay vua, lịch sử gọi là Lâm Triều Xưng Chế. Bằng việc này, Lã Hậu đã trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của một chính quyền hoàng triều trong lịch sử của Trung Quốc kể từ khi mà Tần Thủy Hoàng thống nhất, cũng là nữ nhân đầu tiên công khai nắm quyền mà không cần kiêng dè hoàng đế. Chiếu thư được phê duyệt cũng đều xưng trẫm, không khác gì vua. Để củng cố quyền lực, Lã Hậu đã phong cho con cháu họ Lã tước vương, một điều cấm kỵ khi đó, vì chỉ có hoàng tộc họ Lưu mới có quyền phong vương. Bất cứ ai phản đối đều bị bà ta cách chức. Thái hậu khi xưng chế vừa xong, bèn phong cho các cháu và thân thích. Cháu cả Lã Đài được phong làm Lã Vương, đứng đầu các vương hầu họ Lã. Kế đến là Lã Lộc làm Triệu Vương, Lã Thông làm Yên Vương. Hầu hết các thân thích của bà ta đều được phong quan tiến chức, dần dần thâu tóm triều cương. Phong vương cho họ Lã chưa thôi, bà ta còn sắp tâm tản sát họ Lưu, để sớm ngày dọn đường cho họ Lã làm chủ thiên hạ. Hán Tiền Thiếu Đế không thể chịu được nữa, chỉ nói vài lời phản kháng, lập tức bị bà ta hạ độc hạ chết, rồi lại đưa Lưu Hồng lên ngôi, gọi là Hán Hậu Thiếu Đế. Lã Thái Hậu tiếp tục độc bá triều cương đến tận những năm 180 trước công nguyên. Bà ta mắc bệnh nặng, cho tới khi gần đất xa trời, Lã Hậu thì vẫn còn kịp tạo nên sóng gió cho nhà Hán. Bà ta tự ý phong cháu mình là Lã Sản làm thừa tướng, giáp tâm âm mưu với cơ đồ của nhà Hán. Nhưng thật may là sau khi bà ta qua đời, mưu kế của Chu Bột và Trần Bình đã giúp nhà Hán vượt qua cơn nguy nan. Toàn bộ vây cánh của họ Lã đã bị tận diệt. Người con thứ tư của Hán Cao Tổ là Lưu Hằng được quần thần lập lên làm vua, tức Hán Văn Đế, mở ra thời kỳ thịnh vượng tiếp theo cho nhà Hán. Từ Hy Thái Hậu, nữ nhân nhấn chìm Trung Quốc trong bách niên quốc sỉ. Nói về con đường mà Từ Hy Thái Hậu lên ngôi đỉnh cao, không thể không kể đến bi kịch của vua Hàm Phong. Bà vào cung khi triều đình nhà Mãn Thành đã thối nát, mục ruỗng, quan lại ăn chơi sa đọa, nhà vua thì xa trốn lầu xanh, đến nỗi mắc bệnh hỏa liễu. Những cung nữ được ân sủng với Hàm Phong, một là không thể sinh con, hai là đứa trẻ ra đời thì sống không nổi trăm ngày vì bị lây chuyển giang mai. Bi kịch, quả là một bi kịch từ vua cho tới đất nước. Ngày Ngọc Lan vào cung, vua Hàm Phong cũng được ngự y dâng cho loại rượu mới mang tên rượu Xuân Bát Trần. Loại rượu này làm từ những nhân sâm, cầu kỷ, ngũ vị tử, hoàng kỳ, kim hoa xã, tắc kè, chân gấu, nhung hiêu ngâm trong tiết hiêu. Chính nhờ loại rượu này, hoàng đế mê đắm Ngọc Lan từ lần đầu gặp mặt và hết mực sủng ái nàng phi tần vừa mới nhập cung. Ngọc Lan đã thỏa nguyện ước bấy lâu, được thấy mặt rồng và có cơ hội được thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Khi được làm quý phi, bà và nhà vua Hàm Phong trong cơn hoan lạc đã thề với nhau nếu sinh con trai đặt tên là Đồng Trị. Dù vua Hàm Phong mang theo trong người căn bệnh giang mai, từ nhỏ lại bị thủy đậu, thế nhưng may mắn thay, Ngọc Lan đã đậu hạt giống do thiên tử ban cho, sinh ra Đồng Trị. Tuy nhiên, như vua cha, Đồng Trị cũng đam mê với vi hành ô nhục đến chốn lầu xanh. Và cũng như vua cha, Đồng Trị cũng dính bệnh giang mai và đoạn thọ ở tuổi rất trẻ. Quang Tự Đế nối ngôi, nhưng thực quyền thì nằm trong tay của Từ Hy. Có được quyền lực tối cao, nhà vua thì còn nhỏ, bà ta mặc sức ăn chơi thác loạn. Ngoài việc đắm chìm trong nhục dục ngày đêm mà chẳng cần kiêng dè, bà ta còn có những sở thích quái đản. Mỗi ngày, Từ Hy ăn đến hơn 300 món ăn, hơn 100 người phục vụ. Để thỏa mãn những thú vui quái đản của mình, bà ta còn nghĩ ra nhiều món ăn kinh dị như chuột bao tử sống đại bổ, món óc khỉ tươi hay món sơn dương trùng là lũ hồi sinh từ xác loài dê thiên tân sau khi được ăn đông trùng hạ thảo. Cỏ phương chi là loại cỏ chỉ mọc trên những năm nhuận ở vùng núi Thái Hoàng, hay tinh tượng là những tai yến to, tốt
được nấu với nước nhân sâm và đường cao ly, trứng chim công quý hiếm, khiến nhiều người mỗi khi nghe đến đã thấy rùng rợn. Không chỉ biến thái tới cực độ về khâu ăn uống, mà Từ Hy sau khi độc quyền còn coi mạng người như cỏ rác. Trong cuốn hồi ký của Hoàng đế Phổ Nghi đã từng đề cập như sau. Có chuyện, một lần chơi cờ, một viên quan thái giám lỡ lời: "Nô tài giết con mã của lão Phật gia rồi." Từ Hy nổi giận mà truyền: "Ta sẽ giết chết cả nhà nhà người." Và ngay sau đó, ra lệnh đánh cho viên thái giám đó tới chết. Vị thái hậu nhà Thành được biết đến là một người phụ nữ luôn chú trọng về nhan sắc. Bởi vậy, khi đến độ tuổi tứ tuần, bà ta mẫn cảm với mọi thứ. Người ta kể lại rằng, có một vị thái giám trong lúc chải tóc cho Từ Hy đã không cẩn thận làm đứt mất một sợi tóc của bà. Vị thái giám khẩn trương đem giấu sợi tóc này đi, nhưng thật không may lại bị Từ Hy phát hiện được. Sau đó, bà ta vô cùng tức giận, ra lệnh cho binh lính bắt trói tên thái giám kia, đánh cho tới lúc hắn chết. Bà ta còn biến thái tới mức cho chém đầu tất cả những ai đã từng nhìn thấy mặt mộc của mình. Quyền lực tố cao của nhà Thành đã hoàn toàn bị Từ Hy thái hậu thâu tóm. Xã tóc thì lâm nguy, triều cương nhà Thành thì bị phủ một tấm màn đen tăm tối. Tội ác lớn nhất mà Từ Hy đã gây ra chính là để cho Trung Quốc mất đi chủ quyền. Tiếm quyền 48 năm cũng chính là 48 năm mà Trung Quốc yếu hèn nhất trong dòng chảy lịch sử. Bà ta đã tự tay bóp nát Bách Nhật Duy Tân, khiến cho nghĩa hỏa đoàn nổ ra, làm cho quốc gia sức cùng lực kiệt. Để rồi thì người Trung Quốc phải ôm hận nghìn thù khi Bát Quốc Liên Quân đánh thẳng vào Bắc Kinh. Với sự thâm độc và tàn ác của họ, Võ Tắc Thiên, Lã Hậu và Từ Hy Thái Hậu đã trở thành những biểu tượng của sự độc ác trong lịch sử Trung Hoa. Trong cả ba người họ, có lẽ là Võ Tắc Thiên và Lã Hậu giống nhau nhất ở cách mà họ giành được quyền lực. Một người thì sẵn sàng hạ chết của chồng và con trai, một người thì sẵn sàng giết chết những vị khai quốc công thần giỏi nhất đã từng phò tá nhà vua. Và dù bằng cách gì đi nữa, họ, ba vị hoàng hậu đều bị mang tiếng xấu ấy, cũng đã gắn liền với những giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước mang tên Trung Quốc. Với những câu chuyện đầy ám ảnh về sự tàn ác này, thì Võ Tắc Thiên, Lã Hậu và Từ Hy Thái Hậu đều đã để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử của Trung Hoa. Và với hiệu ứng thâm cung bí sử khiến bao người tò mò, những tư liệu về họ chính là những nguồn cảm hứng bất tận cho những bộ phim cổ trang mang màu sắc huyền bí, tranh đấu trốn hậu cung. Battlecry Trung Hoa Sử Ký xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những chủ đề tiếp theo.